Anh Chi xin kính chào quý vị, kính mời quý vị theo dõi chương mục đọc báo và điểm tin trên TTV hôm nay thứ năm, ngày 20 tháng 5 năm 2021. Thưa quý vị, bản tin hôm nay, TTV chú trọng đặc biệt đến tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và vài nơi trên thế giới. Việt Nam hội chẩn hàng chục ca bệnh nặng khẩn trương mua vaccine. Số ca Covid-19 diễn tiến nặng tại Việt Nam đang tăng lên cùng với sự gia tăng của các ca dương tính mới, tạo ra áp lực lớn cho hệ thống y tế. Sáng ngày 19 tháng 5, Bộ Y tế thông báo ghi nhận 31 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có tới 26 ca ở các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang được coi là điểm nóng của dịch bệnh. Ngoài một ca cách ly sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh, 30 ca còn lại được phát hiện trong các khu cách ly và phong tỏa. Trưa ngày 18 tháng 5, các chuyên gia của tổ hội chẩn bệnh nhân nặng cũng xúc tiến hội chẩn bằng phương pháp điều trị 20 ca bệnh nặng. Đây là số lượng ca bệnh nặng lớn nhất từ trước đến nay trong một phiên hội chẩn. Số ca bệnh nặng tăng cao tạo áp lực nặng lên công tác điều trị của hệ thống y tế Việt Nam, vốn khá hạn chế về nhân lực và trang thiết bị. Trong đợt dịch hiện tại, Việt Nam đã có thêm 2 bệnh nhân tử vong, nâng tổng số tử vong từ đầu đại dịch lên con số 37. Như vậy, tính đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 3.072 ca ghi nhận trong nước và 1.471 ca nhập cảnh. Riêng từ ngày 27 tháng 4 đến nay, khoảng thời gian tương ứng với đợt dịch thứ tư đã ghi nhận 1.502 ca nhiễm mới. Bộ Y tế cho biết từ đầu đại dịch đến ngày 18 tháng 5, cả nước đã thực hiện xét nghiệm real time RT-PCR được 3.324.043 mẫu, trong đó từ ngày 29 tháng 4 đến nay, cơ quan y tế đã thực hiện xét nghiệm 548.538 mẫu. Hiện Bắc Ninh và Bắc Giang là hai điểm nóng nhất Chiều ngày 18 tháng 5, Bộ Y tế đã có cuộc làm việc với tỉnh Bắc Ninh và đánh giá số ca mắc sẽ tiếp tục tăng, cần có biện pháp mạnh ngăn dịch trong khu công nghiệp và khu dân cư. Tại Bắc Ninh, điểm nóng của dịch hiện có 25 ca bệnh chuyển nặng, trong đó có 3 ca rất nặng theo thông tin từ Bộ Y tế. Bộ này cũng đã giao cho bệnh viện Bạch Mai cử chuyên gia về hỗ trợ xây dựng khu điều trị tích cực cho các ca bệnh nặng tại Bắc Ninh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, không khí cảnh giác tăng cao sau khi một người ở thành phố Thủ Đức bị nhiễm bệnh. Người này từng đến khám tại Bệnh viện Thủ Đức trước khi tới Bệnh viện Vinmec. Hiện công tác phong tỏa, truy vết tiếp xúc và xét nghiệm đối với những người tiếp xúc đang được triển khai. Nhằm đối phó với đại dịch, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam hôm 18 tháng 5 đã ký ban hành nghị quyết về mua vaccine. Theo nghị quyết này, thì Chính phủ giao cho Bộ Y tế khẩn trương tổ chức thực hiện mua vaccine một cách nhanh nhất để có thể triển khai tiêm vaccine trên diện rộng báo chính phủ cho biết thủ tướng yêu cầu kiên quyết thực hiện có hiệu quả chiến lược vaccine cụ thể là đẩy nhanh hơn nữa việc tiếp cận mua nhập khẩu các nguồn vaccine theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ nhận chuyển giao công nghệ đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước tổ chức tiêm chủng cho hiệu quả chủ động phòng ngừa sự cố và giải thích rõ khi có sự cố Sáng ngày 19 tháng 5, Bộ Y tế cho biết đến nay Việt Nam đã tiêm vaccine đợt 1 và đợt 2 được 1.011.395 liều, tính ra mới khoảng 1,03% trên tổng dân số. So với các quốc gia Đông Nam Á khác, Việt Nam chỉ xếp trên Timor-Leste, Đông Timor, về tỷ lệ tiêm vaccine trên tổng dân số. Theo thống kê mới nhất của Our World in Data, Dẫn đầu Đông Nam Á là Singapore với hơn 30% dân được tiêm chủng, trong đó khoảng 22% đã được tiêm đủ hai lần. Các quốc gia lân cận như Lào, Campuchia, Thái Lan cũng vượt xa Việt Nam về tỷ lệ người được tiêm trên dân số. Cổng thông tin COVID-19 của Bộ Y tế ngày 18 tháng 5 cho hay Việt Nam đang chuẩn bị ký mua vaccine Pfizer của Mỹ với số lượng 31 triệu liều. Số vaccine này dự kiến được cung cấp trong quý 3 và quý 4 của năm nay cũng theo nguồn tin này việt nam đang trao đổi và đàm phán với các hãng astrazeneca của anh và thụy điển moderna của mỹ gamaleya của nga để tìm nguồn cung vaccine chưa có thông tin việt nam sẽ mua vaccine của trung quốc nguồn cung nhận nhiều ý kiến tiêu cực từ người dân việt nam